Lai Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cái hàng bên con đang có một cái dòng cát sỏi của chú. Và cái hoa này thì cũng không có, con thấy là cái hoa này cũng không có nhiều của chú. Tại vì cô chú mình nhìn nè, hoa này là do nó chưa bung thẳng cánh đâu cô chú. Cánh nó là cô chú mình nhìn cánh nó cực kỳ to luôn. Nó bằng cái bàn tay của con chập lại đó cô chú. Cái bàn tay của con để lên mới vừa cái hoa này. Và cánh này là nó chưa bung nha cô chú. Cánh này là một cái chú nhìn nè, cánh bầu nè. Và hai cái mặt hoa này là hai mặt hoa của chú mình nhìn nè. Cánh nó khít nha cô chú, rất là khít luôn. Hoa cực kỳ to và hoa rất là thơm. Và cô chú mình nhìn cái hoa này rất là to nha cô chú, tại vì nó chưa bung thẳng cánh á. Này, để con hé để cho cô chú mình xem nè. Cánh này là cánh bầu và hoa của nó cực kỳ khít luôn. Và cái chậu này từ bên cửa hàng bên con chỉ đúng nhất một chậu thôi. Và giá ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra cái chậu này để cho các cô chú mình về sưu tầm, với giá tiền của nguyên chậu này là 350.000. Và cái dòng cát này thì nó cũng không có nhiều nha cô chú. Cái cây này đó là nó không phải là cây nhật thịnh nha cô chú. Hoa của nó đẹp hơn nhật thịnh rất là nhiều. Cây là đang hoa trên sân và đang có một cái nụ nó chuẩn bị bung nụ rồi nè cô chú. Cây này rất là đẹp thôi chú. Và nó đang có tổng cộng là 2 4 6 7 thân. 7 thân và một số mắt đang lên nè cô chú. Mắt lên rất là rõ luôn. Đây. Để con tách cái vỏ ngoài của cái cây cát này ra cho cô chú mình xem cho nó dễ. Về mình lộn mấy cái vỏ này ra cho cát mình nó đẹp hơn nha cô chú. Thân nó bóng nhìn nó đã lắm. Và giá tiền của nguyên chậu này thì cửa hàng bên con bán ra là 350.000 để cô chú mình về sưu tầm đó. Cô chú mình thấy con lọt ra là mắt nó rất là sáng, cô chú đang chuẩn bị sẽ bật góc lên. Và giá của nguyên chậu này là 350.000, mặt hoa rất là to, hoa chuẩn rất là đẹp nha cô chú. Giá là 350.000 cho nguyên chậu. Đó. Đây là một cái dòng cát sổ vẫn không biết tên. Hoa rất là đẹp nha cô chú, hoa cực kỳ thơm và hoa rất là to. Cô chú mình nhìn cái bàn tay con để vô hoa là che mất cái bàn tay con luôn nè. Hoa rất là to. Ý là nó chưa bung nha cô chú. Và giá tiền của chậu này thì bên cửa hàng bên con bán ra là 350.000, đúng như nhất một chậu thôi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú.